Tôi là cô Loan, bay từ Mỹ về với con gái, muốn gặp bác Cường để cắn da mặt. Năm nay tôi 60 tuổi, không qua đi. Cô coi live stream á, coi mỗi ngày à, thường hay đi ăn nước. Cô thấy bác live stream, cô cũng xem lâu rồi, mấy tháng rồi á. Có ý định lâu lắm rồi, nhưng mà cô sợ sợ, tại vì cô sợ đau. Rồi cô cứ theo dõi hoài rồi thì thấy mấy chị kia làm nói không đau thành thử. Hôm nay cô tự tin cô tới, trẻ khoảng 10 tuổi đó lên là được rồi. Về tình trạng da mặt của cô á, trước đây nó như thế nào cô có thể kể lên không? Thì bị nó chảy xệ, nó trùng da xuống vậy nè. Dạ. Hôm nay thì thấy căng thẳng đẹp. Dạ. Cô làm nó có bị đau hay khó chịu gì không? Cái lúc bác sĩ làm á. Không, không đau. Rồi, hẹn gặp lại cô vào ngày tái khám tiếp theo.